nhằm tiếp tục các giải pháp tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, góp phần đưa sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn chất lượng tới người tiêu dùng. Sáng qua, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm kiểm tra thực tế tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng là công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dược và thiết bị y tế Việt Pháp. Cơ sở này hiện đang phân phối 6 sản phẩm thực phẩm chức năng cho hơn 20 nhà kinh doanh thứ cấp. Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ sở trong việc nâng cấp khu vực kho bảo quản thuốc, cập nhật các thủ tục công bố chất lượng sản phẩm. Tại công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, hiện đang sản xuất 3 loại thực phẩm chức năng. Cơ sở đã xuất trình được hồ sơ đăng ký kinh doanh, điều kiện sản xuất, điều kiện bảo quản đảm bảo. Đoàn yêu cầu công ty phải đăng ký phòng kiểm định đạt chất lượng. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra một số các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố và thông qua đây để phát hiện cũng như là kịp thời chấn chỉnh những cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để thực hiện thật tốt cái luật an toàn thực phẩm và cũng thông qua những cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi sẽ công khai những cái đơn vị thực hiện tốt cũng như là những đơn vị chưa thực hiện tốt cái luật an toàn thực phẩm và xử lý rất nghiêm những cơ sở vi phạm. Hải Phòng hiện có hơn 1.000 nhà thuốc và công ty thuốc, 11 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và 57 cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng. Trong năm 2017, ngành y tế đã tiến hành kiểm tra 37 cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm chức năng, trong đó nhiều cơ sở không đạt yêu cầu.